ngày mai là từng khách thứ hai để hồi hướng cho chú thì được ở phước báo đầy đủ thì được bằng sạch địa bàn để tham gia do vị phụ nữ quyền trên Bình Liên đó hỗ trợ thì đây em xin trao tặng cho 200.000. Dạ, cảm ơn các thầy, các nhà hội trợ rồi xin trời Phật chúc phước cho nhà các thầy, các thầy nhà hội trợ sức khỏe tốt, làm ăn phát tài phát đạt. Mô Phật, mô Phật. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, bà cũng với gì đó, bà. Bà mất đi nhớ ta mấy tuổi. Dạ. Bà ăn uống cũng nghỉ được ha. Đúng, dạ, tốt. Thân kinh. Người ta nghe bà hao, giờ mới hết tay kìa. Dạ. Yeah. Và thôi cũng chúc cho gia đình anh nha, yeah, đầy đủ sức khỏe, yeah, gia đình luôn được ấm no hạnh phúc, rồi là làm ăn luôn được phát triển lên, để cuộc sống luôn ổn định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đại tú xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Thì tiếp tục chương trình hỗ trợ tiền và gạo cho những bệnh nhân nghèo. Thì đại tú hiện tại đây có mặt tại đây á là ấp Tân Hiệp á anh. Dạ, Tân Hiệp. Ấp Tân Hiệp, xã Tân Lợi, huyện Tân Biên, tỉnh An Giang. Thì tới nhà của anh Châu Phương, anh bị té cây, tức là té trên cây 10 thước đó vậy. Té xuống anh bị gãy cột sống. Cho nên là từ nửa cái thân mình á, anh trở xuống là nó không có còn cảm giác nữa, tức là nó bị giống như là bị liệt luôn hai cái chân luôn. Cho nên là hiện tại anh ngồi xe lăn, anh không có đi tới lưu gì được nữa. Hiện tại là ở nhà, hoàn cảnh hiện tại là do tất cả kinh tế trong gia đình là nhờ do bà chị đã đi làm mướn làm thuê đó để có tiền để nuôi anh và bà cụ. Bà cụ mẹ anh cũng năm nay 80 tuổi rồi, bà cũng bị mất trí nhớ, tức là cũng bị giống như là lớn tuổi rồi bị lãng đó quý vị, bị lãng á. Thì đây mời quý vị chúng ta xem qua chương trình này của anh Châu Phương nha. Thì hôm nay anh sức khỏe hả? Dạ, khỏe. Ăn uống gì được không anh? Ăn bình thường. Ngủ sao? Ngủ bình thường. Ngủ cũng được ha. Dạ. Hai giờ anh teo hết trơn rồi đó hả? Teo hết trơn. Teo. Teo còn cái xương không à? Đại trên đó đây, thầy đại trên đó. Lấy ghế để đây nè, lấy ghế này để đây nè chị. Lấy ghế để đây nè, để hai một chỗ anh. Anh phố đứng sát bên này được chứ. Thì cũng được nhờ sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền và gạo cho những bệnh nhân nghèo. Thì hôm nay em tới đây cũng hỗ trợ cho anh 200.000 và 20 tí gạo. Thì 200.000 này cũng do chị Thu Văn, phụ nữ huyện Tịnh Biên á gửi. Và bên cạnh đó thì 20 tí gạo này của ở bên cô Út Loan, tức là con chú Tư Lỹ hồi hướng cho chú. Chú đã mất cách đây cũng ngày mai là từng khách thứ hai để hồi hướng cho chú thì được ở phước báo đầy đủ thì được bằng sạch địa bàn để tham gia do vị phụ nữ quyền trên Bình Liên đó hỗ trợ. Thì đây em xin trao tặng cho 200.000. Dạ, cảm ơn các thầy, các nhà hội trợ rồi xin trời Phật chúc phước cho nhà các thầy, các thầy nhà hội trợ sức khỏe tốt, làm ăn phát tài phát đạt. Mô Phật, mô Phật. Bà cũng với gì đó, bà mất đi nhớ ta mấy tuổi. Dạ. Bà ăn uống cũng nghỉ được ha. Đúng, cũng dạ, tốt. Thân kinh. Người ta nghe bà hao, giờ mới hết tay kìa. Dạ. Dạ. Và thôi cũng chúc cho gia đình anh nha. Dạ. Đầy đủ sức khỏe. Dạ, gia đình luôn được ấm no hạnh phúc. Rồi là làm ăn luôn được phát triển lên. Để cuộc sống kinh tế gia đình ổn định. Để mình có một cuộc sống an vui hạnh phúc ha anh Châu Phương. Dạ, cảm ơn. Dạ. Xin. Rồi thì chương trình cho tiền và gạo đã xong. Giờ đây đại tú xin kính chúc mọi người
đã có chương trình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và đây để Tú xin kính chào và hẹn gặp lại những chương trình sau. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.